công nhá. Anh số điện thoại là 0386 3 số cuối 724 và 0394 3 số cuối 990. Vâng, có cái tiếng em đang đóng hàng. Vâng, thì em đã giúp anh thì hoạt động rất là tốt. Thì anh ở xóm 6 Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh đặt bên em một cái súp Maxim 340, súp hầm. Đây thì là cái giao diện tổng thể của cái súp Maxim 340 đấy ạ. Đây bên em súp Maxim đi rất là nhiều. Đây, em đang đóng hàng để gửi đi xa đấy ạ. Hơi có tiếng là xẹp tí nhưng không sao. Cơ bản là cái trầm này hoạt động rất là tốt. Thì trước khi quay cho anh thì bên em cũng test rất là kỹ trước mấy tiếng đồng hồ. Hoạt động tốt thì bên em bắt đầu mới quay lại review để cho anh xem và anh trải nghiệm cái chất trầm 310 rất là nặng khủng khiếp. Đây phía trước được cái đục cái logo Maxim. Được sơn sần màu đen rất là khỏe. Rất là lì. Đây anh có lấy dao cậy nó cũng không bong. Đây là sơn sần chống xước. Thì trước tiên thay mặt công ty DK Audio âm thanh số thì cảm ơn anh Nguyễn Văn Công đã tin tưởng và ủng hộ nhá. Đây bên em đang test rất là kỹ ạ. Đặc biệt cái súp Maxim này nó đánh cả hơi cả điện anh nhá. Đây là phía sau này. Đây mã là AM1800 này. Đây em đang đánh dạng súp điện đấy nhá. Đang đánh dạng súp điện. Súp hơi thì là hai cầu đỏ đen về bên phải này. Anh có thể đấu đằng sau đẩy cũng được. Đặc biệt cái dòng này lại được tích hợp cả hơi cả điện là rất là tiện ích. Các bác không thích chơi điện thì các bác chơi hơi, mà các bác không thích chơi hơi lại chuyển sang chơi điện. Đấy. Đây em tắt súp của anh đi nhá. Đấy, nghe cái chất nhạc mà không có súp thì nghe nó thiếu giải, nghe rất là khô. Rồi em lại bật súp của anh lên này. Đấy, nghe rất là sâu, chắc, đặc biệt là tiếng trầm nó phải gọn, nghe nó không ù tai. Đấy, nó quay ra phía trước đấy ạ. Phía hai bên này có hai cái tay sách nhá, cả bên kia có một cái tay sách để anh có thể bê vận chuyển đi đâu cũng được. Bê rất là dễ, nhưng đặc biệt con này rất là nặng, khoảng tầm hơn 40 cân. Của anh tiếng trầm rất là lực, nói chung là nhìn rất là gân guốc và mang cho mình một sức mạnh gọi là uy lực, nghe rất đã. Những dòng trầm trước đó trên thị trường nghe rất là ù tai, rất là khó chịu. Đây là cái súp Maxim chuẩn nhà máy Trung Quốc, nghe tiếng rất là dễ chịu. Thì sau đây em tiếp em công em bỏ ra và em đóng gửi cho anh nhá. Hiện tại cái súp Maxim 30 này của anh hoạt động rất tốt và ổn định. Anh công nhá, sau khi bên em đã kiểm tra rất là kỹ, bên em có dán tem của công ty bảo hành nhá. Bảo hành cho anh 1 năm anh nhá. Làm niêm phong luôn đấy ạ. Đây bạn công nhé, sau khi bên mình đã kiểm tra và bóng lót rất cẩn thận đây, đóng rất là kỹ. Thì mong bạn công nhận được hàng sớm nhé, và về trải nghiệm cái súp Maxim 340 này. Và sau cùng chúc bạn và gia đình luôn luôn mạnh khỏe nhé. Chúc bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.